Giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng ở Buffalo, Laguna Woods, Washington. Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ nỗi buồn về hai vụ xả súng chết người ở New York và California trong những ngày qua, đồng thời kêu gọi một cuộc đối thoại trung thực để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc vẫn dai dẳng trong nước. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đang cầu nguyện cho sự trợ giúp và chữa lành từ các gia đình bạn bè và cộng đồng của những người bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực ở Buffalo, New York và Laguna Woods, California vào cuối tuần qua. Hôm thứ Bảy, một thanh niên 18 tuổi đã nổ súng tại một siêu thị ở Buffalo, New York, giết chết 10 người và làm ba người khác bị thương. Ngày hôm sau, một tay súng khác đã tấn công một bữa tiệc trưa trong một nhà thờ Đài Loan ở Laguna Woods, khiến một người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Trong một tuyên bố chung, các giám mục đã dâng lời cầu nguyện cho những người bị thương và những người thiệt mạng, cũng như cho những người đã liều mình giúp đỡ và cho những y bác sĩ, những người đã đang phục vụ những người bị hại. Động cơ chủng tộc Các báo cáo về vụ giết người ở Buffalo nói rằng kẻ xả súng đã bắn 11 người da đen và hai người da trắng trước khi đầu hàng chính quyền vụ xả súng giết người ở buffalo đã được các nhà chức trách mô tả là tội ác căm thù và chủ nghĩa cực đoan có động cơ chủng tộc trong một tuyên bố tổng thống mỹ biden cho biết ông và đệ nhất phu nhân đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ và vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về động cơ gây ra vụ nổ súng khi cơ quan thực thi pháp luật thực hiện công việc của mình tuy nhiên chúng tôi không cần bất cứ điều gì khác để có thể nêu ra một sự thật đạo đức rõ ràng tội ác căm thù có động cơ chủng tộc là điều ghê tởm đối với chính cơ cấu của quốc gia này ông biden nói bất kỳ hành động khủng bố trong nước nào bao gồm cả hành động được thực hiện dưới danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc của người da trắng đều đáng ghê tởm và trái ngược với mọi thứ mà chúng ta đại diện cho nước mỹ bắn súng ở Laguna Woods. Trong khi đó, tại California, các quan chức thực thi pháp luật cũng nghi ngờ rằng vụ nổ súng tại một nhà thờ ở Laguna Woods, California hôm ngày Chủ nhật có thể được thúc đẩy bởi sự căm ghét chính trị đối với Đài Loan. Kẻ xả súng, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nhắm mục tiêu vào nhà thờ nơi có nhiều người gốc Đài Loan thường xuyên tham dự đã khiến một người thiệt mạng và năm người cao tuổi khác bị thương. Một quan chức của văn phòng cảnh sát trưởng Orange County nói rằng kẻ xả súng đã để lại ghi chú trong xe của ông rằng anh ta không tin rằng Đài Loan nên độc lập với Trung Quốc. Kêu gọi đối thoại về phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố chung, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi một cuộc đối thoại trung thực được khởi nguồn từ Chúa Giêsu Kitô để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc gia dẫn ở đất nước và nhấn mạnh vai trò của giáo hội như một tiếng nói nhất quán cho các quy định hợp lý và hữu hiệu về những vũ khí nguy hiểm. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng khẳng định lại cam kết ủng hộ chấm dứt bạo lực và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Kết thúc tuyên bố của mình, các giám mục đã cầu nguyện cho sự trợ giúp và chữa lành của các cộng đồng bị ảnh hưởng và cho tất cả các nạn nhân của bạo lực và xin hòa bình của Chúa Giêsu Kitô sẽ tuôn đổ trên những người bị ảnh hưởng.